biến cái luật thi đấu của ngày hôm nay thôi. Bởi vì chúng ta thi đấu cả cầu vua cầu tướng. Thì cầu tướng thì bạn Hoàng Anh sẽ cầu vua bạn Hoàng Anh sẽ phụ trách, còn cầu tướng thì anh Trịnh Thanh Khoa phụ trách. Mình để đấy, còn tôi thì thôi tôi chiếm quyền tổng trọng tài điều hành. Thì chúng ta hiểu rằng là cái giải cờ nhanh và cờ chớp ấy, thì luật của nó là không có lỗi kỹ thuật, tức là sai là thua. Phạm lỗi bất cứ một cái lỗi gì mà gọi là lỗi không hợp lệ là thua hết. Nhưng mà giải này là giải cờ nhanh chớp, nhưng mà lại của một trường đại học, một học viện, cho nên là chúng ta áp dụng cái luật nó lấy lỏng một tí, tức là chúng ta dùng hai lỗi kỹ thuật. Tất cả những nước đi sai lỗi kỹ thuật, nếu phạm hai lỗi thì chúng ta mới chịu thua, được chưa? Thế thì nhưng mà có một cái lỗi này là chúng ta phải lưu ý này, là chạm quân là chúng ta phải đi, không đi được thì mới là lỗi kỹ thuật, chứ đừng có nói là tôi chạm quân nên mà tôi tính lỗi kỹ thuật không được.